vui vậy. Tết Trung Thu là mình đều phải mua quà cho cháu, nhưng mà Tết Trung Thu năm nay là mình không phải mua nữa, mình mua cho con mình rồi. Mình có quà như là ví dụ như đèn ông sao các thứ đấy mình mua cho con mình. Cứ mỗi độ thu về, có lẽ ngày được mong chờ nhất chính là ngày rằm tháng 8, ngày Tết đoàn viên, khi mọi người trong nhà quây quần cùng nhau bày cỗ ngắm trăng, tận hưởng khoảnh khắc sum vầy đầm ấm, an yên. Nhiều gia đình lại đưa nhau lên phố, hòa cùng đoàn người tấp nập, ca hát rộn ràng, náo nức cả một sắc trời thu. Với các bạn nhỏ, Trung Thu như một món quà tuổi thơ đầy màu sắc, với những đèn ông sao lấp lánh, những bánh dẻo, bánh nướng ngọt thơm, những đội múa lân tưng bừng rộn rã. Đặc biệt hơn cả, với các cặp vợ chồng hiếm muộn, Tết Trung Thu năm nay cũng trở nên thật đặc biệt khi lần đầu tiên được đón một thành viên mới trong gia đình. Bao khó khăn phiền muộn đã qua, hai chữ hạnh phúc được tròn đầy bởi tiếng cười trẻ thơ, thật ấm cúng, thật hạnh phúc biết bao. Hành trình gian lao, vất vả của nhiều năm trước, cuối cùng giờ đã được thay bằng sự yêu thương. Giờ đây, các cặp vợ chồng đã được ở bên con yêu trong ngày Trung Thu đầy ý nghĩa. Mùa trăng vì có con yêu mà trở nên thật vẹn tròn. Nhân dịp Trung Thu, chúng tôi xin kính chúc các cặp vợ chồng một mùa Tết Trung Thu, Tết đoàn viên ấm áp bên gia đình và người thân. Chúc các thiên thần nhỏ của IVF Hà Nội luôn mạnh khỏe, lớn khôn. Và để chúc mừng ngày Tết đoàn viên, hãy cùng ngắm nhìn những hình ảnh vô cùng đáng yêu của những em bé IVF của Trung tâm IVF Hà Nội nhé.